Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau mình làm một cái bu lô quán dây điện nhỏ các bạn, với cái hộp thức ăn 1 lít này nè. Hôm trước cái bự đó mình làm đó thì mình làm cũng gần giống cái đó đó. Giờ mình sẽ làm cái nhỏ hơn với cái này, để khi nào mà cần tiện lợi nhỏ gọn thì mình xách cái này đi cho nó dễ các bạn. Rồi, cái này là 1 lít nha các bạn, có cái nắp mở ra được luôn nè, dễ làm. Rồi các bạn sẽ kiếm cho mình thêm hai cái nắp thùng B hay gì đó các bạn, thì có các bạn có thùng B thì các bạn làm, còn không có là các bạn kiếm cái gì cũng được. Đây mình có miếng alu nè, miếng alu dụng này mình sẽ cắt cho nó một cái vòng tròn để mình ốp ở ngoài làm cái thành quấn dây ha, cái thành bu lô. Mình kiếm đại cái nắp gì nè các bạn, cái nắp bự hơn chút xíu, mình định xuống mình để giấu cắt alu nè. Xong rồi các bạn, của mình đây. Giống nhau nên mình làm cái gắn ở trên gắn xuống, cái dưới gắn lên luôn. Rồi cái này xong rồi, trên đây mình sẽ khoan lỗ để mình lú cộng dây điện ra các bạn, chút nữa cái đó trong mình sẽ đòn ra ngoài. Rồi các bạn, rồi cái đầu nguyên cuộn dây mình, cái đầu kia mình sẽ luồn trong luồn ra nha.
Cái này mình khoan thêm lỗ nhỏ đây nha các bạn. Rồi mình xỏ một cọng dây rút xuống. Mình xỏ lên. Chỉ ra một chút mình sẽ kéo dây điện ra ngoài và mình rút cho nó cứng lại luôn nha các bạn. Rồi. Rồi, giờ mình sẽ làm cái chân quay cho nó các bạn ơi. Thì mình sẽ dùng ống nước 21 ha. Rồi. Rồi, quên ở cái bên đây nè các bạn. Mình sẽ khoan rộng có chút xíu nha. Đặng lấy cái nắp chụp 21 này mình gắn vô chỗ xoay nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy ống 21 mình dán keo nha các bạn. Bên đây mình cũng khoan bự đặng để cái T 21 vô vừa luôn các bạn. Trừ hao mình cắt cái này để sao cho nó bằng mặt thôi, qua mặt dư hơn chút xíu đi cũng được. Rồi giờ mình sẽ cắt thêm một miếng alu hình tròn các bạn, bự hơn cái nắp 21 này một chút. Rồi cắt xong các bạn, mình sẽ ịnh lên đây ha. Mà mình lấy vít mình bắt cho dính xuống luôn các bạn. Các bạn dán keo vô cái tay này đi. Chút xíu này các bạn. Rồi mình sẽ lấy dấu mình đặt ống. Rồi cắt xong thì mình sẽ gắn vô các bạn. Cái này mình sẽ làm cái chân cho nó. Rồi các bạn, mình sẽ gắn thêm cái này để mình làm cái quai sắt ha. Xong thì các bạn kiếm một con ốc gì này các bạn, hoặc rồi các bạn sẽ kiếm thêm một cái ống này, ống cần xịt thì cũng được hay ống gì cũng được, hoặc là ống trong cây viết nữa các bạn. Mình xỏ vô mình làm cái tay quay cho nó. Rồi, ok nè các bạn. Đấu cái này vô luôn rồi. Rồi, ok, giờ mình sẽ test thử nha các bạn. Giờ mình sẽ dặn đỡ đây nha.
Nhân đỡ mình kéo dây dài ra nha. Thôi đi mình thổi. Thử coi nó có đặt không. Nhẹ quá nó lạnh không ạ. Dàn đỡ. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình sẽ ứng dụng cái lò xo uốn ống hôm trước nè, để mình làm một cái phiên bản mới của cái rulo cuốn dây điện. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn ống 60 và thêm hai cái bít ống 60 luôn các bạn. Này đoạn ngắn nữa rồi, chừng tắt là đủ rồi các bạn, không cần nhiều. Các bạn sẽ mua thêm khoảng 5 tấc ống 114 nữa, ống lớn này các bạn. Giờ các bạn sẽ lấy dấu chính giữa nè, 25, rồi các bạn sẽ cắt thành hai đoạn nha. Cái video này mình sẽ làm nói cái gõ kích thước chi tiết để các bạn có làm thì làm theo ha. Cái này dư các bạn, ống 114 này dư, nếu nữa các bạn sẽ xài ống 90 là vừa. Rồi, sau khi mình cắt được hai đoạn gì rồi các bạn, thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ cắt thêm một đường thẳng trên cái ống luôn các bạn. Cắt thêm đường này, cây đó cũng vậy luôn nha. Rồi các bạn, mình cắt rồi hai đoạn hết đây ha.
được hai miếng gì các bạn. Giờ mình sẽ mình đo, mình lấy dấu, mình cắt hai đường tròn hết các bạn, hai cái miếng hình tròn. Thì miếng hình tròn này đường kính là 24 phân nha các bạn. Rồi. Miếng kia cũng tương tự luôn. À, mình cắt được hai cái miếng gì rồi các bạn. Giờ rồi tới hai cái bít ống 60 nữa các bạn. Giờ mình sẽ mài cho nó mất mấy cái chữ với mấy số này luôn nha. Cho nó mòn đều gì hết các bạn. Tiếp theo cũng như mấy lần trước các bạn, giờ thì mình sẽ khoan một lỗ để mình xỏ cái T21 này qua. Cái này cũng tương tự các bạn. Cái này các bạn, cái một bên đây thì nó không sao nha các bạn. Bên đây thì nó không có không có cọ. Nhưng mà một bên này thì khi mà mình đút cái T này vô nè các bạn, nó quay nó cọ các bạn. Mình phát hiện là nó quay như mấy con cái đầu con ốc này, nó cọ cọ vô cái tê này nó khó quay. Bây giờ mình sẽ gỡ hết các bạn, và mình sẽ bắt vít từ ở trong bắt ngược ra. Như con này nè, mình đã bắt thử rồi, ngoài này chút xíu mình sẽ cắt bỏ cái đầu này. Được rồi, giờ mình sẽ lấy máy mài mình cắt bỏ máy này nha. Cái này để qua bên, giờ cái này thì mình sẽ bắt cái ổ điện lên đây các bạn.
sẽ làm cái chân đứng cho nó các bạn. Cái này thì giờ các bạn sẽ cắt ống 21 nè, cái tê mình dán vô trước đi. Lú ra chút xíu gì là vừa các bạn, lú cỡ 3 ly nè. Đây các bạn, miếng hôm qua mình dư nè. Rồi giờ mình các bạn sẽ lấy cái ống nối 34, mình sẽ giảm cái vòng tròn mình cắt các bạn. Mình sẽ bắt đầu lấy lò xo mình uống đó các bạn. Mình uống được tới đây các bạn. Nãy giờ thời gian uống lâu quá nên mình không có để luôn các bạn. Rồi mình uống này thì mình sẽ tiết kiệm được 4 cái co các bạn. Rồi tiếp tục còn cái đoạn dư này thì mình sẽ gọi ở đây mình làm cái tay cầm đi luôn hết các bạn. Ok. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm thử một cái gulo bốn dây điện. Nhà có cùng dây điện dài hai mấy thước rồi. Mỗi gần lần quấn ra quấn vô nó sóng sóng là bức cứt quá. Giờ mình mới xin được của mấy anh kéo cáp điện thoại rồi. Nên anh kéo hết rồi mình xin được cái này. Với lại mình mua thêm ba cái tê 49 này, như bốn cái co, mớ ốc vít này để mình làm thử coi sao nha. Giờ mình sẽ cắt cái này ra ngang đây và dời cái này lại gần gần vậy nè cho nó đẹp. Cái này nó keo cứng á.